Nối tiếp series tóm tắt bộ ngoại truyện Rimuru lạc vào Kimetsu no Yaiba. Trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng Rimuru đã cùng với Tanjiro đã chạm trán với hai thượng huyền, chính là thượng huyền ngũ và thượng huyền tứ. Nhờ có sự giúp sức của nhóm Soe và Ranga thì tất cả mọi người đã thành công đánh bại được cả hai con tự quỷ mà không có bất kỳ một thương vong nào cả. Sau khi trở về, bọn họ hiện tại đang có một cuộc huấn luyện đặc biệt giữa các trụ cột để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, cũng như là để giúp cho các trụ cột thức tỉnh ấn diệt quỷ trên người của mình. Và ngay giờ đây, tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn đang bước qua thử thách huấn luyện cuối cùng của ảnh trụ Rimuru. Rimuru sẽ huấn luyện tất cả như thế nào thì mọi người hãy cùng mình xem trong video phần 8 của ngày hôm nay nhé. Sau khi hoàn thành cuộc huấn luyện từ nơi của nham trụ quay trở về, Rimuru đã thấy một nhóm người đang đứng đợi trước trang viên của mình. Đây chính là nhóm người đã từ bỏ thử thách của nham trụ. Bọn họ đã quyết định gặp Rimuru để thực hiện cuộc huấn luyện cuối cùng. Đứng trước một đám người đang chờ đợi ảnh trụ quay trở về, Rimuru thầm suy nghĩ, đây là những người đã từ bỏ thử thách ư? Mấy thánh này tưởng mình sẽ là trụ cột huấn luyện dễ nhất à? Mình phải cho bọn chúng một bài học mới được. Rimuru đeo mặt nạ vào và sau đó đã từ từ hạ cánh xuống gần một nơi không xa. Cậu bắt đầu đi bộ vào trang viên của mình. Khi nhìn thấy ảnh trụ Rimuru đã quay trở về, tất cả những thành viên trong sát quỷ đoàn đã lên tiếng chào hỏi. Rimuru-san, bọn tôi đợi ngày mai, bọn tôi đến đây để tham gia khóa học huấn luyện của các trụ cột à? Trong số đám đông, có một số người vẫn chưa chấp nhận Rimuru là một trụ cột vì bọn họ chưa từng thấy Rimuru chiến đấu cũng như là sức mạnh của Rimuru bao giờ. Một số những tiếng bàn tán được xì xầm. Ta nghe nói ảnh trụ Rimuru là con gái đấy. Không không, là một người cực kỳ xấu xí nên mới phải đeo mặt nạ. Đâu, ta nghe nói ảnh trụ Rimuru là một người cực kỳ bí ẩn, chúng ta không thấy ngài ấy rời khỏi trang viên bao giờ. Những lời bàn tán đã được Rimuru nghe thấy hết, cậu cũng hiểu rằng tại sao bọn họ lại suy nghĩ như vậy. Đứng trước mọi người, Rimuru nói lớn, vậy là các cậu đã vượt qua được tất cả những thử thách của các trụ cột khác rồi à? Có ai bỏ qua bài huấn luyện của trụ cột nào không? Một người đại diện lên tiếng, thưa ảnh trụ, bọn tôi đã trải qua bài huấn luyện tăng thể lực của cựu âm trụ, luyện tập hơi thở của viêm trụ, sử dụng kiếm điêu luyện của xà trụ, cơ thể dẻo dai của luyến trụ, ăn đòn bầm dập của phong trụ, phản xạ quan sát của hà trụ. Tất cả bọn tôi đều đã vượt qua tất cả, nhưng chỉ trừ thử thách thứ ba của nham trụ là đẩy một cục đá đi qua một thị trấn thì bọn tôi đã từ bỏ. Rimuru hiểu rất rõ những điều mà bọn họ vừa mới nói. Bài tập đó mục đích chính là để huấn luyện cho những người có cho mình sức mạnh riêng cũng như tiềm năng nhất trong quân đoàn diệt quỷ mà thôi. Rimuru sau khi nghe xong, cậu đã lên tiếng. Được rồi, ta biết mọi người đang rất là mệt từ những buổi luyện tập, đúng chứ? Hôm nay, tất cả mọi người hãy vào đây nghỉ ngơi ăn uống trước nào. Bọn họ nghe xong, tất cả đều tin rằng ảnh trụ Rimuru là một người cực kỳ dễ dãi như lời đồn. Tất cả đã nghe theo và sau đó vào trong. Tuy nhiên, khi bước vào trong, công việc đầu tiên của Rimuru giao cho bọn họ chính là nấu cơm và ăn cùng với rong biển. Ăn xong thì đi rửa bát, vì do là tất cả đang rất là đói và cũng chưa được ăn cơm ngon trong những ngày tháng luyện tập, nên bọn họ đã làm theo. Một buổi sáng ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng khi mọi thứ đã thay đổi, khi sang đầu giờ chiều, Rimuru đã tập hợp tất cả mọi người lại. Cậu bắt đầu thông báo bài tập huấn luyện của mình. Rimuru lấy ra một con lắc cầm trên tay và lên tiếng. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với bài huấn luyện nhé. Cuộc tập huấn của tôi sẽ rất là đơn giản thôi. Bài huấn luyện của ta có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, chỉ cần ai đụng vào được con lắc trên người của ta, coi như là hoàn thành cuộc huấn luyện. Mọi người cứ dùng hết thủ đoạn của mình, từ sáng đến tối, từ trưa đến chiều, bất kỳ lúc nào tôi sở ý, thách đấu hay tấn công, sử dụng hơi thở cũng như kiếm, chỉ cần chạm vào được con lắc là cuộc huấn luyện kết thúc. Lựa chọn thứ hai chính là mọi người hãy nhổ tất cả đống cỏ có trong khu vườn của ta. Chỉ cần nhổ hết đống cỏ trong khu vườn này trong vòng 30 phút bằng kiếm hoặc bằng tay, coi như là hoàn thành. Mọi người có thể làm theo từng cá nhân, từng tổ đội tùy ý. Nào, mọi người hãy chọn cho mình một lựa chọn và bắt đầu chia nhóm nào. Khi nghe qua lựa chọn thứ hai, cả nhóm đã thắc mắc và lên tiếng hỏi ảnh trụ Rimuru. Thưa ảnh trụ, trong trang viên của ngài làm gì có đám cỏ nào đâu ạ? Sau khi nghe câu hỏi xong, Rimuru đã búng tay một phát. Bỗng nhiên, những đám cỏ đã mọc dài ra khắp sân vườn. Rimuru lên tiếng, đám cỏ này trong vòng 30 phút, nếu mà không được nhổ sạch sẽ, thì sau 30 phút nó sẽ mọc trở lại ban đầu, nên mọi người hãy cố gắng nhé. Bọn họ sau khi nghe xong, đa phần hơn 70% đã lựa chọn phương án đầu tiên, chính là đụng vào con lắc trên người của Rimuru. Bọn họ suy nghĩ rằng ảnh trụ Rimuru là một người nhìn khá là ốm yếu cũng như nhỏ con hơn các trụ cột khác, nên việc đụng vào con lắc sẽ dễ hơn cũng như tất cả sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Sau khi chia đội xong, bằng tiếng vỗ tay của Rimuru, tất cả đã bắt đầu cuộc huấn luyện. 30% người đầu tiên cầm kiếm của mình lên và chém về phía đám cỏ, còn 70% người còn lại đã lao vào tấn công Rimuru. Tất cả đã tấn công Rimuru liên hoàn. Bọn họ người thì lao đầu, người thì nhảy vào, người thì cầm kiếm tấn công, nhưng Rimuru đã né tránh hết tất cả. Bọn họ không có một ai có thể chạm đến được cọng tóc của Rimuru. Bọn họ đã lao vào Rimuru gần hơn 30 phút đồng hồ. Tất cả đã mệt tả tơi, cũng như nằm mệt ly bì ở dưới đất. Còn nhóm còn lại, bọn họ nhổ cỏ mà chỉ chém phần thân đầu, còn phần rễ của đám cỏ bọn họ vừa chưa hoàn thành, nên sau 30 phút, đám cỏ đã tự động mọc lại. Rimuru cười đắc ý và lên tiếng,
Mọi người hãy cố gắng nhé. Lương thực ta đã được chúa công phát đủ cho tất cả mọi người, nhưng sau khi luyện tập xong, ta mới phát để mọi người tự nấu ăn nhé. Nói xong, Himuru đã để bọn họ nghỉ mệt, còn mình thì vào trang viên để chờ đợi một cá nhân hoặc một tổ nhóm nào đó hoàn thành được cuộc huấn luyện. Và đương nhiên, Himuru đã đặt bẫy khắp nơi, đặt bẫy xung quanh chỗ mình. Những cái bẫy chỉ có Himuru nhìn thấy, những cái bẫy tơ dính, những cái bẫy nhấp nháp của Slam, những cái bẫy có hơi buồn ngủ và rất là nhiều bẫy khác. Bọn họ đã kiên trì trong suốt 3 ngày, những người thuộc đội cướp con lắc của Himuru, có người thì bị bẫy dính cho lên cây, có người thì bị dính ngủ đi bì, gần như là chưa ai đụng được đến người của Himuru cả. Trong 3 ngày sau, nhóm của Tanjiro đã đến chỗ của Himuru khi bọn họ hoàn thành xong cuộc huấn luyện của nhóm trụ. Nhóm của Tanjiro bước vào, bọn họ nhìn thấy tất cả mọi người đang nằm dài hết người trên bãi cỏ, có những người thì bị những sợi tơ treo lơ lửng trên cây. Tanjiro bước vào và lên tiếng: "Thưa Himuru-san, bọn em đến tham gia cuộc huấn luyện đây." Zenitsu thì đỏ mặt chạy đến sát người Himuru. "Himuru-san, có thể bỏ mặt nạ ra được chứ? Em sẽ hoàn thành thử thách một cách xuất sắc." Inosuke thì nói lớn: "Nào nào, huấn luyện lẹ đi nào, lão sư ta đây sẽ vượt qua một cách dễ dàng." Khi cả ba đến nơi, Himuru đã nói lại hai sự lựa chọn từ cuộc huấn luyện của mình cho nhóm của Tanjiro, và cả ba đều đã chọn nhiệm vụ chính là cướp con lắc của Himuru. Sau khi nghe tín hiệu bắt đầu, cả ba đã bắt đầu lao vào Himuru với tốc độ kinh hoàng. Trong ba người, nếu xét về tốc độ thì có lẽ cậu bé Zenitsu là người nhanh nhất. Tuy nhiên, Himuru đã tăng tốc lên đến hàng trăm lần, nên cả ba không ai có thể tấn công cũng như chạm vào được người của Himuru. Cuộc huấn luyện cứ thế trải qua 6 ngày nữa, nhóm những người trong sát quỷ đoàn đã từ bỏ hết việc tấn công Himuru và chuyển hết sang lựa chọn thứ hai, chính là nhổ cỏ. Tất cả bọn họ, sau 6 ngày, bọn họ đã bàn bạc cũng như hợp tác với nhau. Tất cả đã tập trung tinh thần đoàn kết của mọi người và đã chính thức nhổ sạch sẽ đám cỏ trong vòng 30 phút của Himuru. Đây chính là bài huấn luyện của Himuru nhằm giúp họ nâng cao tinh thần đoàn kết, sự kiên trì, sự tập trung cho tất cả mọi người. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu vui mừng rằng tất cả đã vượt qua cuộc huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt của ảnh trụ Himuru chỉ trong vòng 9 ngày. Bọn họ đã lập tức rời đi và quay trở về để đợi lệnh trong nhiệm vụ tiếp theo. Còn hiện tại, ở trang viên của Himuru vẫn còn 3 người nữa không chịu đầu hàng trước thử thách cướp con lắc của Himuru, chính là Tanjiro, Zenitsu cũng như là Inosuke. Cả ba vẫn muốn cướp được con lắc trên tay của Himuru. Bọn họ đã sử dụng rất là nhiều cách thức, nào là lén đột nhập vào ban đêm thì bị những cái bẫy thuốc gây mê ngủ ly bì, đột nhập vào buổi sáng thì bị những sợi tơ thép của Himuru dính chặt trên cây, tấn công trực diện thì đều bị Himuru né tránh hết tất cả. Cảm thấy mọi thứ không ổn nên Tanjiro đã mở ra một cuộc hội ý cùng với Zenitsu và Inosuke. Tanjiro lên tiếng: "Chúng ta đều biết sức mạnh của Himuru-san rất mạnh, tốc độ thậm chí có thể là nhanh nhất trong các trụ cột. Vì vậy, chúng ta hãy để ý đến những nơi mà Himuru-san đặt bẫy, hãy cố gắng nhớ đến vị trí của nó và tránh né. Còn việc tiếp cận, chúng ta hãy cố gắng phối hợp cùng nhau. Tớ và Inosuke sẽ đánh lạc hướng Himuru-san, còn cậu Zenitsu, cậu sẽ là người canh thời điểm để cướp lấy cái con lắc của Himuru-san, được chứ?" Sau khi bàn bạc xong, bọn họ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Himuru nhìn sang hướng của nhóm Tanjiro và hỏi Seo: "Ta làm vậy có quá khó cho bọn họ không?" Seo trả lời: "Thưa chủ nhân, nhóm ba người này chắc chắn sẽ lập nên kỳ tích ạ." Buổi chiều hôm ấy, cả ba đã lần lượt một lần nữa lao vào tập cũng như tấn công Himuru. Tanjiro tung ra điệu múa của hỏa thần Phi Luân Diêm Vương tấn công để làm Himuru mất cảnh giác. Inosuke cũng đồng thời kích hoạt nanh thứ hai thiết liệt, hai đòn tấn công lao vào Himuru. Tuy nhiên, cậu đã né tránh hai đòn tấn công một cách dễ dàng. Bọn họ tung ra rất là nhiều hơi thở khác nhau, nhưng tất cả đều không trúng. Chính bản thân của Himuru cũng như vậy, cậu không ra bất kỳ một đòn tấn công nào cả. Cậu chỉ có việc là né tránh và né tránh hết mọi thứ. Cho đến một thời điểm khi Himuru quá lơ là, khi nhóm Tanjiro đã biết được rằng Himuru chỉ né tránh chứ không tấn công, nên cả hai đã dồn Himuru vào một góc tường. Đó chính là cái bẫy của nhóm Tanjiro. Bọn họ đã dùng người của mình che đi tầm nhìn của Himuru. Tanjiro tung ra hơi thở của nước thức thứ tư đả chiều để tạo ra những nhát chém như một dòng thủy triều. Inosuke tung ra nanh thứ tư thiết tế liệt. Trong lúc đó, Zenitsu đứng ở đằng sau, cậu ta đã tập trung tất cả vào hơi thở của mình. Thức thứ nhất tích lịch nhất thiểm thần tốc, với tốc độ đáng kinh hoàng đó, đòn tấn công không trúng được Himuru, nhưng con lắc cắn trên tay của cậu đã rơi xuống vì chịu sức ép của ba đòn tấn công cùng lúc của nhóm Tanjiro. Tuy chưa tính là chạm vào được con lắc, nhưng nó đã rơi xuống. Cuộc huấn luyện đã chính thức kết thúc. Himuru sau khi nỗ lực của bọn họ, cậu thầm suy nghĩ: ba đứa này khá thật đấy, bọn chúng không đụng vào được thì bọn chúng tự tạo ra sức ép của đòn tấn công để mình làm rơi à? Khá lắm, khá lắm. Tuy đây chỉ là bản thể con người của mình, nhưng như thế là quá tốt rồi. Himuru nhìn vào ba người và nói lớn: tất cả đã hoàn thành cuộc huấn luyện của mình rồi, và cũng như những người khác, đây là cuộc huấn luyện để nâng cao tinh thần chiến đấu của đồng đội, cũng như là sự tập trung sử dụng các hơi thở phối hợp của mình. Các cậu làm tốt lắm. Nhóm ba người của Tanjiro chính thức hoàn thành cuộc huấn luyện của ảnh trụ Himuru sau 12 ngày. Cả ba đã cùng ở lại trang viên của Himuru thêm một ngày nữa để nghỉ ngơi.
và sáng ngày hôm sau, bọn họ đã chào tạm biệt Rimuru và rời đi để chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, cuộc huấn luyện vẫn chưa kết thúc khi mà các trụ cột vẫn chưa giao chiến với nhau, cũng như các trụ cột chưa thức tỉnh cho mình ấn diệt quỷ. Sáng ngày hôm sau, 10 trụ cột đã bắt đầu chia cặp để đấu tập với nhau, và đối thủ đầu tiên của Rimuru chính là Phong trụ. Chính anh ta là người đã đề nghị để chiến đấu với Rimuru. Khi đến trang viên, Phong trụ lên tiếng và nói lớn: Ái cha, đây là Rimuru ảnh trụ à? Chúng ta bắt đầu luyện tập được rồi đấy chứ? Người hãy đánh hết sức có thể đi. Đây là luyện tập cơ mà, ta sẽ không nương tay đâu. Anh ta vẫn còn rất là cay cú Rimuru vì vụ việc cậu đã đấm vào mặt của mình, cũng như anh ta chưa công nhận Rimuru là một trụ cột, nên nhân cơ hội của cuộc huấn luyện lần này, Phong trụ đã muốn trả đũa. Rimuru đáp trả: Được thôi, tôi cũng không nương tay đâu đấy nhé. Tôi cũng biết một chút kiếm pháp đấy. Cuộc đấu tập đã bắt đầu. Rimuru rút thanh kiếm diệt quỷ của mình ra và thủ thế tấn công. Lần này Rimuru không né tránh, cậu muốn luyện tập thân thể kiếm pháp của mình cùng với Phong trụ. Cả hai lao vào nhau. Những đường chém của Phong trụ cực kỳ mạnh. Mỗi đòn tấn công từ thanh kiếm của anh ta đều tạo ra sức ép lên Rimuru. Anh ta tấn công liên hoàn và dồn ép. Rimuru tung ra nhát chém đẩy văng anh ta ra. Khi bị đẩy ra xa, Phong trụ nói lớn: Kiếm pháp cũng không tệ nhỉ. Đúng như lời Rengoku nói vậy. Nhưng ta chưa tung ra hết sức cơ mà. Nói xong, anh kích hoạt hơi thở của gió. Thức thứ nhất, thân toàn phong tước. Những đường chém như một cơn lốc gió tấn công. Rimuru lập tức đáp trả. Cậu bọc kiếm cho hắc hỏa và chạy làm đôi cơn lốc đó thành hai hướng. Phong trụ hoảng hốt khi đòn tấn công của mình lại bị chém một cách dễ dàng như vậy. Sanemi kích hoạt thức thứ tư, thăng thượng xa trần lam. Những nhát chém với những cơn lốc liên tục phóng ra. Sức ép của đòn tấn công đã đẩy lùi Rimuru một chút, nhưng cậu cũng đã né tránh dễ dàng. Nãy giờ, để cho Phong trụ tấn công liên hoàn, nên Rimuru đã quyết định tung ra một tuyệt kỹ kiếm mà Hakuro đã chỉ dạy cho mình. Cậu đứng vào tư thế chuẩn bị và tung ra mông lung thiên địa oanh lôi. Rimuru di chuyển một cách nhanh chóng và biến mất, làm cho Phong trụ hoảng hốt. Rimuru tung ra một đường chém từ bên dưới chém lên. Phong trụ đã đỡ được, nhưng nhát chém từ trên xuống từ thanh kiếm của Rimuru đã đánh văng Phong trụ ra xa. Cuộc chiến này đã chấm dứt ngay khi đòn tấn công đó hạ màn. Rimuru chạy đến đưa tay đỡ Phong trụ đứng dậy, nhưng anh ta đã gạt tay của cậu đi và quát lớn: Kiếm pháp của ngươi cũng mạnh đấy, ta chấp nhận ngươi là một trụ cột, nhưng ngươi vẫn chưa thắng được ta đâu. Cuộc đấu tập chỉ diễn ra trong vòng 5 phút. Sau khi kết thúc, anh ta đã rời đi với vẻ mặt cay cú. Rimuru thầm suy nghĩ: Phong trụ Sanemiya, anh ta mạnh thật đấy, hơi thở gió cũng rất mạnh, sức chịu đựng cũng rất là cao, nhưng cái tính tình của anh ta đáng ra phải thay đổi một chút thì tốt nhỉ, không chịu sống thật với bản tính của mình à. Rồi cứ như thế, trong ngày hôm đó, Rimuru đã cùng luyện tập với Nham trụ, Phong trụ, Sa trụ và Phim trụ, tất cả đều chiến đấu với Rimuru và công nhận Rimuru là một trụ cột. Cuộc huấn luyện chính thức kết thúc, nhưng các trụ cột vẫn chưa thức tỉnh ấn diệt quỷ cho mình. Tối ngày hôm đó, Rimuru đang ngồi trên mái nhà của trang viên của mình. Cậu bắt đầu thư giãn nhìn vào ánh trăng trên bầu trời, thì bỗng nhiên Rimuru cảm nhận được một luồng khí quỷ gần nơi đây. Rimuru đã dịch chuyển đến gần dinh thự của thủy trụ thì thấy Phong trụ cũng đang ở đó. Luồng khí quỷ mà Rimuru cảm nhận được chính là từ một con mắt kinh dị ở dưới đất, một con mắt ở hẳn ra ngoài. Với luồng khí này, Rimuru suy nghĩ rằng chắc chắn đấy chính là năng lực của một thượng huyền. Phong trụ đã ngay lập tức cầm con mắt lên và anh ta đã bóp nát nó. Nhưng theo Rimuru thì chắc chắn vẫn còn một con mắt nữa, nên cậu đã đi xung quanh và tìm kiếm. Con mắt còn lại đang ở trong một bụi rậm. Cậu tiến gần lại con mắt đó thì bỗng nhiên nó đã tự phát nổ, máu me bắn tung tóe lên cả mặt của Rimuru. Cảm thấy điều kỳ lạ nên Rimuru đã lên tiếng: Xiao, hai con mắt này là sao? Nó đang làm gì ở nơi này vậy? Xiao đáp trả: Thưa chủ nhân, hai con mắt này là một khả năng đặc biệt của một con quỷ nào đó và nó đang giám sát tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn ạ. Rimuru tiếp tục hỏi: Tên Muzan đã hành động lại rồi ư? Bọn chúng muốn nhắm vào điều gì vậy? Xiao: Thưa chủ nhân, có khả năng tên Muzan đó đang muốn nhắm đến bé Nezuko ạ, vì cá nhân này là con quỷ đầu tiên của thế giới này có thể đi dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi xử lý con mắt xong, Rimuru đã chạy đến chỗ của Phong trụ và Thủy trụ đang đứng ở bên đó và nói lớn: Tôi đã xử lý con mắt còn lại rồi, anh có cái khăn nào không? Máu của con mắt đã dính lên người tôi rồi. Nhưng cái mặt của Phong trụ đang tỏ ra thái độ cực kỳ khó chịu sau buổi luyện tập. Có vẻ anh ta đang tìm Thủy trụ để giao chiến cùng mình. Dù cho có tỏ ra khó chịu, nhưng Phong trụ cũng đã đưa ra cho Rimuru một chiếc khăn. Cậu đã ở lại xem trận chiến của hai trụ cột và sau đó quay trở về trang viên của mình. Những ngày cực kỳ mệt mỏi của Rimuru khi phải làm quá là nhiều thứ, nên tối ngày hôm nay cậu đã quyết định nhờ CL tạo cho mình cảm giác buồn ngủ. Trước khi đi, Rimuru đã đặt rất là nhiều bẫy xung quanh trang viên của mình và bắt đầu từ từ chìm vào trong giấc ngủ mơ mộng. Ở một nơi khác, phía bên của lũ quỷ, bọn chúng cũng đã bắt đầu hành động. Các thượng huyền đã được tập hợp. Những vị trí của các thượng huyền bị đánh bại đã được thay thế bằng những con quỷ khác. Vị trí của thượng huyền tứ đã được thay thế thành tân thượng huyền tứ Nakime. Thượng huyền lục đã được thay thế bằng tân thượng huyền lục Kaigaru. Còn mắt mà tân thượng huyền tứ tách ra đã bị phá hủy. Cô ta đã báo cáo lại cho chúa quỷ của mình mọi thứ, chính là Muzan. Điều này làm cho anh ta cực kỳ tức giận. Điều quan trọng hơn chính là sau rất là nhiều thời gian,
mà tên Muzan vẫn chưa tìm được vị trí chính xác của bé Nezuko. Dù hắn có dùng cách nào đi chăng nữa, hắn cũng đã ra lệnh cho Nakime sử dụng con mắt của mình để giám sát đội quân diệt quỷ, nhưng cũng không có thêm manh mối gì. Và chính ngay giờ đây, Muzan hắn ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình là đi xử lý chúa công của sát quỷ đoàn. Tối ngày hôm đó, Muzan đã đến gặp gỡ chúa công, bọn họ đã đối mặt nhìn nhau. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt lần này đã làm cho Muzan hoảng hốt, hắn lên tiếng: "Kagaza Ubuzashiki, mắt của ngươi đã nhìn được ư? Bằng cách nào? Còn lời nguyền của ngươi, đáng ra nó đã phát tán lên khắp cơ thể của ngươi rồi chứ?" Kagaza đáp trả: "Muzan, cuối cùng thì ta đã nhìn thấy được bộ dạng của ngươi rồi. Ngươi trẻ thật, đôi mắt đỏ rực của loài quỷ, ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi? Ta biết ngươi có lòng thù hận với cả gia tộc của ta, ta cũng đã đoán trước được ngày mà ngươi đến gặp ta cũng sẽ đến gần. Dù cho ta và ngươi có cùng chủng huyết thống, nhưng chính ngươi là kẻ đem lại tội ác và lời nguyền cho cả gia tộc. Dù cho ta không còn có thể sống tiếp, nhưng các thợ diệt quỷ vẫn sẽ nối tiếp con đường cho đến khi giết được ngươi, Muzan. Ngươi ước có được sự bất tử ư? Thật là nực cười. Sự bất tử đó chỉ có một mình ngươi, ngươi mãi mãi sẽ phải cô đơn một mình với cái sự bất tử của mình thôi." Muzan tuy có phần khá ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn ta mỉm cười: "Ta đã sống cả ngàn năm mà không bao giờ có dấu hiệu lão hóa. Còn ngươi nhìn xem, cơ thể thân tàn ma dại của ngươi cùng với cái lời nguyền đó, nó sẽ giết ngươi theo năm tháng mà thôi. Tại sao ngươi không chết đi? Sao ngươi luôn muốn cản đường ta thế hả, Ubuzashiki? Giết ta, ngươi đừng có mơ tưởng, thiên đường chưa trừng phạt ta bao giờ cả. Dù cho số người ta đã giết đã lên đến hàng vạn người, nhưng ta vẫn không bị trách phạt. Trong thế giới này, chưa có một bậc thánh nhân nào có thể giết được ta trong suốt 1000 năm qua. Ngươi nghĩ đám diệt quỷ các ngươi sẽ làm được ư?" "Đúng thế đấy, bất tử là thứ ta muốn và ta sẽ sớm hoàn thành nó thôi. Khi mà con quỷ đầu tiên có thể đi dưới ánh nắng mặt trời, ta đã tìm thấy rồi, chính là Nezuko." Bỗng nhiên sau lời nói của Muzan, Kagaza cười lớn: "Ngươi nói con quỷ đầu tiên ư? Ngươi nói cũng đúng đấy, nhưng ngươi sai rồi. Hiện tại còn có 2 con quỷ khác có thể đi dưới ánh nắng mặt trời nữa mà ngươi không biết đấy, Muzan à." Hắn ta sửng sốt, hắn được cái mắt bất ngờ và nói lớn: "2 con quỷ nữa ư? Ngươi đừng có nói sao ta. Ta chỉ cảm nhận được một con quỷ duy nhất, chính là con bé Nezuko đó thôi." Trong lúc cuộc nói chuyện được diễn ra, thì bên phía của Rimuru, cậu đang say giấc nồng, thì bỗng nhiên CL đã thông báo: "Thưa chủ nhân, Muzan đã hành động rồi ạ." Ngay lập tức khi tỉnh dậy, Rimuru đã cảm nhận được luồng khí của Muzan đang ở gần nơi của chúa công. Cảm thấy mọi thứ không ổn, nên Rimuru đã ngay tức khắc dịch chuyển đến vị trí đó. Đứng trước mặt của Rimuru, Muzan đang đối mặt với chúa công. Rimuru bước vào và đối mặt trực tiếp với anh ta. Cuộc gặp mặt của Rimuru và Muzan chính thức đã mở ra cuộc chiến cuối cùng. Rimuru đã có một cuộc huấn luyện với các trụ cột, cũng như là chính mình đã huấn luyện cho tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn. Cuộc huấn luyện của ảnh trụ Rimuru cực kỳ khó khăn mà không một ai có thể vượt qua một cách dễ dàng, và chính cả nhóm của Tanjiro cũng như vậy. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm cũng như sự đoàn kết mà cả nhóm đã hoàn tất được thử thách của ảnh trụ Rimuru. Cuộc huấn luyện đó cũng chính là cuộc huấn luyện để mở màn cho cuộc chiến sinh tử khi mà phía bên của tên Muzan đã bắt đầu hành động. Và ngay giờ đây, Rimuru đang đối mặt với Muzan thêm một lần nữa. Cuộc chiến của bọn họ sẽ xảy ra như thế nào? Các trụ cột khác sẽ tới kịp lúc cùng với ảnh trụ Rimuru hay không? Thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hãy để lại cho mình một like, một comment, một subscribe và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.